hay mà mình phải cắt, nhưng mà mình anh với chị là cũng tiếc là không có cắt, nhưng mà cái những nhánh này là những cành vô hiệu, cành đực là nó không có khả năng mang trái mà nó cạnh tranh dinh dưỡng, mà mình không cắt nó sau này nó cũng bị chết. Hello, anh chào quý bà con. Thì hiện giờ Hùng đang đứng ở vườn của chị Thủy, là ở ấp 3 Tân Bình của cây lậy ha. Cái này là ấp 3 Tân Bình hay là mấy anh Trung chị? Ở đây mình ở Tân Bình. Thì vườn này thì chị đang áp dụng vào cái quy trình chăm sóc và nuôi cây, nuôi trái của nhà Lưu Phong. Thì hiện giờ là vườn mình đang chuẩn bị tại giai đoạn mà để thu hoạch trái để vét vườn. À, mà trên cây thì hiện giờ nó cũng đang còn một cái số trái như thế này, như vậy này, nó cũng gần già rồi. Mà cây của mình thì khi mà sử dụng cái bộ sản phẩm mà nuôi trái bên nhà Lưu Phong thì cây của mình nó lúc nào nó cũng sung tốt. Thì bà con thấy cái bộ lá này đó, cây mình nó còn y nguyên cái là cái bộ lá, cây mình đang phát triển tốt đúng không đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp cái bước cho chị là phục hồi cây, rửa vườn. Cái này mình đi một cái liệu trình nhẹ thôi. Đó là cái cây của mình là bắt đầu là áp dụng vô cái quy trình làm bông làm trái kế tiếp cho cái mùa vụ tháng 2 này. Đó thì bây giờ là trước tiên là mình đi rửa một cái số cành như thế này. Là đối với cái vườn của mình thì đi loại bỏ đi những cái cành này nè. Hồi trước đúng ra là mình phải cắt, nhưng mà mình anh với chị là cũng tiếc là không có cắt, nhưng mà cái những nhánh này là những cành vô hiệu, cành đực là nó không có khả năng mang trái mà nó cạnh tranh dinh dưỡng, mà mình không cắt nó sau này nó cũng bị chết, nó bị khô, nó chết và nó tự hủy. Nhưng mà thời gian đó nó còn lại là nó hút dinh dưỡng mình nhiều lắm. Hồi nhỏ mình cắt nó nhẹ tay hơn nữa. Dạ, nó nhẹ tay. Rồi đó là đặc biệt là khi mình cắt á, cái cây mít, nhánh mít của mình thì nó thường là tái nhánh, tái cành nó xuống. Thì như ví dụ như cành này nó đang có trái đây đi, hoặc là cái phía bên này nó mang trái, mà mình cắt cái cành á, mình phải cắt sát như vậy đó, để cho cái trái của mình á, là sau này nó có xuống đó, nó không bị cọ ở đây, nó bị chày. Đó, rồi cái hai nữa là khi mình cắt cành xong là mình xịt tràn siêu áo giáp hoặc là áo giáp đồng. Đó, thì đối với cái vườn này thì em cho áp dụng là sử dụng là cái siêu áo giáp đồng để rửa vườn nó, để cho nó ngăn ngừa nứt thân xì mũ, rồi nó ngừa nấm hồng, nấm rong cho vườn mình luôn. Khi mình xịt áo giáp vô á, áo giáp đồng vô, mình cộng chung với giùm em là cái chai mảnh tướng sao bo nhện, là mình xịt để cho nó làm mau khô cái vết cắt này đó, nó mau liền da, rồi nó chống lại là cái chai mảnh tướng sao bo nhện thì nó chống những con sâu một chữ, một sâu kim rồi đó, nó tấn công vào cái đường vết cắt của mình đó. Cái nhánh khô vậy cắt đau tay lắm. Có nhiều vườn á chị, là bà con chúng ta là cắt là lúc nào nó cũng còn dư gan khúc vậy đó. Mình cắt ra mà nó còn dư một khúc á, là sau này nó khô lại, nó sẽ là tạo một cái khoen làm cái lõm. Tại cái chỗ đó là thường là cái thằng nấm hồng nó sẽ rất là dễ tấn công, tại vì nó giữ ẩm, nó nước mưa hay là nước mình tưới này kia là nó giữ ẩm trong này, nó gây ra cái nấm nó tấn công đó. Vườn cây của mình á, thì mình chỉ tiễn sơ sơ một vài nhánh tâm như thế này thôi, để cho cái vườn cây của mình nó trống đó. Không có, mình không có cắt nhiều như cành này ở đây nữa, là mình cắt cành này nữa là xong nè. Đối với cái cây này đó, chỉ có chừng ba bốn nhánh cắt thôi là mình thấy là cái vườn cây của mình nó trống rồi. Cái cành này nó đã chết hơn nữa rồi, mình nên cắt hà để tự nó chết. Dạ, mình cắt luôn. Đó, như cành này thì những cái cành khô nó đang phân cành nè, là mình sẽ cắt luôn. Đó, rồi sau khi mình cắt xong, rửa vườn xong hoàn toàn, mình quay trở lại là xịt cái siêu áo giúp đồng cộng chung với chai mảnh tướng sau bôi nhện giùm em, là để cho tắm rửa cây ở trên. Còn ở dưới này thì chỉ tưới giùm em là một cái cữ là Hoàng Thiên Long, để cho nó tiêu diệt nấm khuẩn. Rồi mình trước đây là mình đã có tưới siêu giáp rồi, lộn thần sấm rồi. Đó, thì mình quay lại thì tưới giùm em là cái bộ Hoàng Thiên Long. Thì cái trong cái bộ Hoàng Thiên Long nó trong đó nó sẽ cân bằng pH đất cho mình, rồi nó giải độc hữu cơ, giải độc phèn cho vườn cây của mình nó phát triển, và đặc biệt là nó kích thích cái bộ rễ của mình phát triển nhanh, cho cái rễ cám của mình nó phát triển mạnh, và nó tăng cái sự hấp thu dinh dưỡng lên, để giúp cho cái vườn cây trong cái quá trình nuôi cây của mình. Thì khi mà mình tưới á, thì cái vườn cây của mình nó lá nó nhiều, thì
như ở đây là mình có cái máy thổi, mình thổi ra hết cho nó sạch vườn, bắt đầu mình hãy tưới. Mà trước khi mình tưới cái bộ đô Hoàng Thiên Long á thì mình mở nước lên, mở nước lên cho nó tưới sương qua một cái rồi mình hạ tưới. Chứ mặt đất của mình nó đang khôi rồi mà mình tưới cái bộ đồ Hoàng Thiên Long lên là nó, mình tưới đầu vườn tới cuối vườn là ở đây nó bốc hơi, nó mất phần của mình. Chị nên tưới vậy giùm em. Thì vườn này sau khi mà mình tưới được một lần rồi, tưới cái bộ đồ Hoàng Thiên Long xong rồi thì bắt đầu mình được một tuần là bắt đầu mình vô cái quy trình để mình gãy lăng tăng mầm gốc, mình bước vào cái quy trình làm bông. Vườn này dọn sạch quá trời sạch mà. Mới khi ông cắt cỏ hẹn qua là hồi trước là chị làm thì nó thất bại rồi, là lá để lên gãy cái lần 10 bữa nó còn nằm đó nó. Giờ chị tính lấy chỗ quét mà ông nói thôi có máy tao thổi cho lẹ, là chiều nay ạ. Chiều nay ông sẽ thổi, chị sẽ tưới cái bộ Hoàng Thiên Long xong rồi rồi lại quay lại quy trình làm bông như em nói. Nhưng dạ. Nhưng mà cái lúc đầu mình làm bông là cái kali quên cái lân á, mình dạ. Gãy là hình như là lúc đầu 3-4 kg không, còn bây giờ theo như cái cây này là gãy mấy ký? À, cái vườn cây này của mình là đã ăn trái rồi. Ừ. Đối với mà cái cây tơ á thì mình gãy cho cái mùa đầu tiên của nó từ 1.5 kg cho tới 2 kg. Còn mà cái cây của mình đã trưởng thành, mình ăn 2 mùa trái như thế này rồi. Ừ. Thì mình gãy giùm em khoảng tầm 1.5 kg thôi. Ừ. Cái cây của mình nó đã quen rồi. Thì nói chung là cái vườn này thì mình sẽ không gãy tập trung vô gốc nữa. Là mình gãy từ cách cái gốc ra là khoảng 4-5 tấc là mình gãy phủ mặt clip luôn. Chứ mình không, tại vì cái bộ rễ của mình á là hiện giờ là cái bộ rễ của mình nó đã ăn giáp clip rồi, không phải như những cái mùa đầu tiên bộ rễ nó còn ăn quanh tán. Thì mình gãy tập trung quanh tán, còn cái này là mình gãy hết clip giùm em. Thì đối với lân thì 4 kg lân là cộng chung là 1 kg là kali sinh phát. Đó, mình trộn đều lên. Đó, tỷ lệ là 4:1 là mình trộn đều lên là mình gãy. Đối với cái vườn này thì mình tính bình quân đi là một công cho nó là khoảng tầm 1 bao lân. Lúc trước là chị làm mùa đầu tiên là gần 10 bao. Dạ. Lúc đầu tiên chị sơ ý chị không có gãy kali, chị gãy lân không? Dạ. Ừ. Kali thì nó góp phần là nó ém gốc cho mình nó kỹ hơn. Ừ. Nó kích thích nó chung với lân á. Nó tạo mầm bông cho mình nhanh hơn. Ngày tháng 7 á là mưa hơi đừng nói tới luôn, tầm tã luôn á. Dạ. Ừ. Thì vậy đó. Rồi. Thì bắt đầu là mình cắt tỉa cành tạo tán xong. Rửa cây xong là phun chứa ép đồng cộng chung với chai mảnh tướng sau bồ nhện. Rồi ở ngoài lá thì trước khi mình làm á, lên kích bông thì mình cũng phải xịt cho một cử ngừa sâu gầy cho thật là kỹ. Chứ để khi mà trong thời gian mình cái bông của mình nó đang ra đó, nó mới vừa nhú cua gà mà nó có sâu, đặc biệt á, là cái con sâu ăn bông nè, rồi thêm cái con gẹp sáp, nó sẽ tấn công mạnh vào cái thời gian của cái bông mình nó đang nhú. Mà khi đó mà mình xịt vô nó đang nhú ra mà mình xịt cái thuốc gà vô là cái bông của mình nó sẽ đứng lại. Thì mình nên ngừa tắm rửa tắm thuốc là trước khi cái vườn của mình là bắt đầu lên kích bông, là tắm trong tắm ngoài luôn để cho hạn chế cái sự xâm nhập của sâu đầy nó tấn công vào cái thời điểm mình cây mình nó mang bông. Rồi ở bên dưới này thì bắt đầu mình sẽ quét vườn hết sạch sẽ, gãy là lân thì xong rồi thì tưới cho nó được 2-3 ngày đang bắt đầu cho thấm lân, thấm kali ở gốc, nó hấp thu lên trên cái thân. Mình chỉ thấy chừng nào cái bộ lá của mình từ cái màu xanh đó, xanh và kiểu xanh đục chuối đó, đó mà nó chuyển qua mà nó xanh sậm, xanh hơi đen lại là bắt đầu là mình sẽ lên cái cử tạo mầm đầu tiên giùm cho em. Là mình tạo mầm bằng cái hũ thần bông cộng chung với là một cái chai thiên hương đó, thiên hương nano. Thì vườn này mình pha giùm em là cái liều lượng là một hũ thần, một ký thần bông và một hũ một lít thiên hương. Thì mình pha cho 300 lít, chị xịt phủ toàn thân giùm em, xịt ướt tán trong và ướt phủ đều tán ngoài. Thì vườn này cây của mình nó cây già rồi, thì mình xịt giùm em 2 lần, mỗi một lần là cách nhau là từ 5 cho tới 7 ngày. Rồi sau đó thì mình bắt đầu là mình chuyển qua là cộng chung với là thiên hương nano cộng chung với siêu kích bông. Mình xịt giùm em nó cũng là 2 lần, 2 cho tới 3 lần là thấy cái cây của mình nó u sưng là bắt đầu là mình xịt kéo bông. Lúc trước vườn này thì mình nói chung thì em nói cây mình cây nó ăn được 1-2 mùa trái rồi, thì mình làm nó cũng có mùa. Dạ. Ổng cưng cây tới 2 năm mới cho trái, theo chị ăn thì được 2 mùa đó. Tôi nghĩ 3 năm rồi. Đốc chị dữ lắm luôn á. Dạ. Cái vườn dưới là trước cái vườn này 2 mùa, vườn dưới chị trồng trước. Dạ. Cái vườn này chị mới trồng đây mới ăn có mùa này đó. Mấy con này đụng tàn em thấy không?
Vâng. Đối với cây mít mà ruột đỏ siêu vàng này của mình á, thì mình trồng khoảng cách là 4 mét, thì bây giờ nó vẫn còn bị khích. Tại vì cái tàn cái tay nó nhánh nó nhiều hơn như là cái thằng siêu sớm này. Và đặc biệt thêm một cái nữa là mít ruột đỏ siêu vàng này thì nó đặc trưng của nó là mang trái cành. Thì khi mà mình rửa cái cành của mình nó thông thoáng á, là loại bỏ hết cái cành cành tâm, cành đực đi, thì bắt đầu nó sẽ tập trung vô, nó nuôi hoàn toàn những cái cành cái này của mình. Cái cành cái của mình này, cái cành nó càng lực càng bự thì trái của mình sau này nó càng to, nó đủ dinh dưỡng thì trái nó càng to và cái năng suất của mình nó sẽ cao. Ví dụ như những cái vườn trái này nè, như cái trái này nó nằm ở trong những cái nách lá này, những cái nách cành, để thấy lúc nào trái nó mình nó cũng to, và những cái cành, những cái cành lớn là nó trái nó mới to. Còn như cái cành nhỏ này là nó mang cái trái này đi, là nó sẽ hút cái cành này, khi mà cái trái này mình cắt là cái nhánh này nó sẽ chết. Đúng rồi, bảo đó. Chết. Nó là chắc cứu là nó sẽ chết. Hiện giờ mình thấy nó vàng lá ở ngoài nè. Ăn xong tới đó là chết. Biết. Thì bây giờ cái vườn mình thì cứ áp dụng theo đúng cái quy trình mà của em hướng dẫn đi. Thì vườn này mình năm nay là nó sẽ thành công một bước phá mới nữa cho cái vườn của mình. Cây quá đẹp rồi. Xài sản phẩm của em là ghiền luôn. Tưới bộ xô nuôi trái nào con? Bộ xô nuôi trái mà đi suốt mùa thu luôn á. Trái này thì bây giờ em đón tầm khoảng 14 kg. Đúng rồi. Dạ. Tầm 14 tới 15 kg. Đúng rồi. Thấy nó nhỏ nhỏ vậy chứ vô là nhất hết trơn. Dạ. Thêm một cái nữa, khi mà mình cái bộ xô của mình đó mà tưới là cái cơm của mình lúc nào nó cũng dày, cái muối mình nó dày, nó to mà nó đỏ hơn là những cái vườn khác. Vườn này là lái cắt mê, không nói tiếng nào, nó khoái. Rồi, cũng cảm ơn chị và cũng ơn quý bà con đã đồng hành cùng nhà Widow Farm. Thì bà con mà có muốn làm bông làm trái cho cái cây mít ruột đỏ của mình, hoặc là cái cách mà chăm sóc cây từ giai đoạn kiến thiết tới giai đoạn trưởng thành, thì bà con có thể là liên hệ với tổng đài của nhà Widow Farm. Tổng đài nhà Widow Farm thì lúc nào cũng có các anh em chuyên viên kỹ thuật nghe máy và hỗ trợ cho quý bà con từ xa, hoặc kỹ thuật có chuyến đi để tới thăm vườn. Bà con cần thì đội ngũ kỹ thuật sẽ sắp xếp tuyến để tới vườn để thăm và hỗ trợ trực tiếp tại vườn cho quý bà con nhé. Cảm ơn.